Làng hài mở hội mừng xuân sẽ đến với quý khán giả trong một không gian âm nhạc thật đặc sắc với chủ đề Lời Tình Xuân. Dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Những câu chuyện tình yêu lãng mạn, những tâm sự vui nhộn lần đầu tiên được tiết lộ. Ngọc Ánh đã từng có một đám cưới trên đường quê. Khán giả nối đuôi theo với nhà gái và thành nhà trai, thành một đoàn rước dâu rất là dài. Cùng những tư phẩm cực kỳ tuyệt vời và hấp dẫn. Nông Anh về Vĩnh Long thì ông Anh đi xe Vĩnh Long. Còn tôi về Cần Thơ thì tôi đi xe Bến Tre. Đón xem Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân chủ đề Lời Tình Xuân phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021 trên truyền hình Vĩnh Long 1.